để cho mọi người có một cái nhìn nó gọi là dễ dàng tiếp cận nhất và theo cái cách mà mọi người thích xem nhất, thì chúng tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi sẽ bóc phốt hai xe, xem hai xe là có cái nhược điểm gì mà mình lăn tăn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cái video rất là thú vị, bởi nhiều người có gửi email và inbox cho chúng tôi rằng là dưới 700 triệu thì chọn cái loại xe 7 chỗ nào để vừa gia đình vừa dịch vụ. Thì hôm nay có hai cái đại diện này. Một là chiếc xe mới bóc tem Suzuki XL7. Hai là một chiếc huyền thoại, chiếc xe quốc dân Innova của Toyota, nhưng mới rất là già đấy thì lại là một chiếc xe cũ. Thế chọn xe nào, xe cũ hay xe mới? Thì để cho mọi người có một cái nhìn nó gọi là dễ dàng tiếp cận nhất và theo cái cách mà mọi người thích xem nhất, thì chúng tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi sẽ bóc phốt hai xe, xem hai xe là có cái nhược điểm gì mà mình lăn tăn để chọn, thì cái xe nào mà nó ít nhược điểm hơn. Rồi lát nữa chúng ta sẽ có thể nói về ưu điểm, thì chúng ta sẽ chọn xe đó. Tất nhiên phải chốt hạ với các bạn rằng là nó vẫn là mục đích thôi. Mình chốt xe nào, mục đích xe nào thì nó vẫn sẽ là xe đấy thôi. Rồi bây giờ trước tiên sẽ nói về nhược điểm. Như để mở đầu chuyên mục kể xấu ngày hôm nay thì em thấy là Innova này dáng của nó quá cũ rồi. Trong đầu mà người tiêu dùng ấy thì đã gắn với cái mác xe dịch vụ. Đó. Cũng đúng. Đèn đóm thì không công nghệ gì này. Bởi vì nó là xe cũ mà, là với mức giá là khoảng tầm 650 đến 670 triệu đấy. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Ngang bằng một con này mới. Chính xác. Rồi, thiết kế thực ra bạn nói thì cái này là mỗi người khẩu vị thôi. Nhưng mình thì mình không nghĩ là nó quá xấu đâu, nhưng thôi mình cứ tạm chê nó đi. Rồi, gì nữa? Động cơ 2.0 thì có thể là sẽ ăn xăng hơn. Chúng ta sẽ có thêm phần bên hông, thiết kế bên hông tôi nghĩ là cũng khá mờ nhạt so với những đối thủ gần đây, bởi vì nó cũng là một mẫu thiết kế cũ. Rồi, thế còn Suzuki XL7 thì sao? Suzuki XL7 trông thì cũng mới. Cái con này là động cơ 1.5. 1.5 thì nhỏ hơn 2.0, là nghe nói tiết kiệm hơn. Thế nhưng mà động cơ nhỏ thì mình lại thấy nó yếu hơn. Ví dụ chở 7 người là cũng mệt mỏi hơn. Đấy, thì đây cũng là cái nhược điểm. Tiếp theo nữa là cái con này là hộp số 4 cấp, mà so với con này hộp số 6 cấp tự động. Thì về số cấp thì khẳng định là con này thua. Đó. Rồi kích thước tổng thể của xe thì nó cũng nhỏ gọn, gọn gàng hơn. Thì nếu mà xét về mặt rộng rãi thì mình thấy là con Innova này nó sẽ hơn, bởi vì ngồi thoải mái hơn. Con này nhỏ, ngồi nó sẽ không được thực sự thoải mái bằng. Thì đấy là cái nhược điểm của xe này. Về cốp chứa đồ thì mình nghĩ là hai con cũng không quá chênh lệch, nhưng mà rõ ràng Innova nó cũng có cái lợi thế vì nó rộng hơn. Vậy như vậy là chúng tôi đã nói về sơ sơ về cái nhược điểm và bên ngoài cũng như là một vài cái trang bị cơ bản. Thì theo tôi thấy, để mà nói cái nào hơn cái nào ấy, cho đến thời điểm này cũng rất là khó, bởi vì phải tính đến mục đích sử dụng. Thì có lẽ là chúng ta lại phải kể đến ưu điểm. Bởi vì cái dịch vụ ấy, nếu mà dịch vụ thuần túy 100% thì có lẽ tôi sẽ hơi nghiêng về một chiếc xe này. Đây là với chủ quan của tôi. Tất nhiên là cái này thì nó bị cũ rồi. Mua cũ thì bạn sẽ bị rủi ro là không biết là xe nó như thế nào. Đấy, thì cái đấy là cái mà lăn tăn nhất cho các bạn thôi. Ok, đấy là về chiếc Innova. Thế còn để mà gọi là đi gia đình và trẻ người trẻ tuổi thì thường muốn hưởng thụ hơn một chút, thì em thấy là XL7, cái danh sách option của nó sẽ tốt hơn một chút. Và nó mang lại một chút giá trị hưởng thụ cao hơn so rồi với Innova. Thế bây giờ mình nói về những cái ưu điểm của hai xe nhé. Để mà nói ở thế giới bây giờ, Toyota vẫn luôn luôn là thương hiệu được yêu thích nhất. Đấy. Rồi cái thứ hai là còn gì nữa? Ưu điểm của con này là động cơ 2.0. Một cái nữa mà anh có để ý không là chú này thì cầu sau, còn bên này là cầu trước. Đúng, hộp số thì nhiều cấp hơn, chạy sẽ êm ái hơn. Đấy, lốp thì bản to hơn thì sẽ bám đường hơn, đúng không? Nhưng nhiều mà người, cả hai cùng là 16. Cái bản, cái bề mặt tiết diện tiếp xúc với mặt đường. Ok. Đấy, thì nhiều người nói là cái bề mặt tiết diện với mặt đường thì con này nhỏ thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn.
thực sự là để mà chứng minh thì em nghĩ là khó lắm, bởi vì là phải cùng một con đường, cùng một lực cùng một cái trọng lượng như nhau, và sau đó là cái tình trạng lốp nó cũng phải giống hệt nhau nữa. Với cả rất khó, thì khó đúng lắm, rồi, rất khó lắm. Rồi con này bảo là bám đường hơn thì thực sự là cũng chỉ là lý thuyết thôi. Thế còn ưu điểm của XL7 thì anh Phan Anh trình bày xem nó như nào, động cơ như nào nhỉ? Cái này là 1.5 hộp số 4 cấp dẫn động cầu trước, thì cái tỷ lệ mà mã lực trên trọng lượng nó có vẻ là nó tốt hơn. Tốt hơn. Đấy là về mặt thông số giấy tờ. Và cũng như anh vừa phân tích thì cùng là mâm 16 inch nhưng mà con này bản lốp nó bé hơn. Thì về mặt lý thuyết lại, về mặt lý thuyết tiếp là có vẻ là nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Con này tôi thấy là về ngoại thất, nếu mà chúng ta nhìn bằng này, mắt thường này, thì chúng ta thấy đèn đóm là chất lượng hơn. Toàn bộ LED thôi anh. Đèn LED công nghệ hơn. Để mà nói về tổng thể nhá, để mà nhìn ý, thì XL7 nó đem đến một cái diện mạo trẻ trung và tươi mới. Và căn bản nữa nó lại là một chiếc xe mới. Nhà, cái đấy là gu của mọi người đấy nhá. Đấy là cái ưu điểm của XL7 về ngoại thất và một số những cái thông số về động cơ. Rồi bây giờ bước vào trong nội thất Innova, anh em chúng tôi sẽ chê tiếp, bóc phốt tiếp xem có cái gì. Thì điều đầu tiên, nếu như bạn chấp nhận chọn một chiếc xe có thể nói là kích thước lớn hơn, rồi động cơ các thứ lớn hơn, phân khúc nhìn hơn một tí đi, thì bạn sẽ phải chịu chấp nhận là nó là một chiếc xe cũ. Thì tôi nhìn đồ đạc nó cũng tương đối là cũng buồn phết rồi đấy. Đấy, tất cả các thứ nó đều rất là cũ và bảo thủ, đúng không anh Phan Anh? Màn hình thì sao? Anh thấy giả sử như tất cả mọi thứ đều là mới thì em cũng thấy hơi buồn, bởi vì màn hình chú này bé hơn. Innova hơn nữa lại cũng chưa có cái kết nối mà em rất là thích và nghĩ là nên phổ biến, đấy là Apple CarPlay và Android Auto. Rồi chìa khóa thì lại chìa khóa thò ra cắm vào chứ chưa có nút đề nổ. Đúng rồi, và thời nay đã có smartphone rồi, tuy nhiên là đây vẫn chỉ có tẩu thôi chứ chưa có cổng cắm sạc USB. Chưa có cổng cắm sạc USB rồi, tóm lại là bảo thủ. Ví dụ như cái mic để mà nói chuyện các thứ đây, ra lệnh giọng nói các thứ đây, cắm ở đây, trông rất coi thường người tiêu dùng đây này. Đó thì mình thì mình không đến nỗi kỳ thị, nhưng mình thực sự là không thích chiếc xe nào mà lại có cái mic thò ra trông rất dễ hư hỏng, dễ gãy như kiểu này, nhìn chán đời luôn. Tóm lại là không thích. Đấy, đấy là những cái chi tiết mà mình không thích. Cũng không có đủ tính năng, con này cũng không có cruise control. Rồi vô lăng không phải vô lăng đê cắt. Ừ đấy, thực ra vô lăng tròn thì cũng ok, nhưng mà nhìn nó cũ quá. Đó là cái mà chưa được ở trên chiếc Innova này. Tôi thấy là tôi chê ở những cái điểm như thế. Đấy. Ok. Rồi, thế còn ưu điểm thì sao anh Phan Anh? Ưu điểm trên một chiếc Toyota Innova cũ thì sao, nó hơn gì so với XL7? Với tôi thì vẫn là cái đầu tiên, tôi vẫn ưu tiên cái khoang nội thất. Ngồi nó sẽ rộng rãi hơn. XL7 thì không nhỏ, đủ vừa. Nhưng mà ngồi ở một chỗ nó rộng hơn nó cũng thích đấy chứ. Nội thất như thế này có thể phục vụ được rất nhiều size người khác nhau, từ người to đến người nhỏ. Thực ra cái nội thất ấy nhìn thì nó cũng không phải cực kỳ sang trọng, nhưng để mà nói là về độ bắt mắt và cao cấp ấy, thì nó có một ít ở trong đó. Và cái mà tôi đánh giá cao là mặc dù đã qua 3 năm sử dụng, nhưng mà để mà nói là có bền hay không, nhìn nó rất bền. Thì chắc chắn mình nhìn thấy nó cũ, nhưng mà để mà nói bền ý, thì cái này còn lâu mới hỏng. Thì đấy là một cái giá trị mà anh em cũng phải cân nhắc. Rồi viền nội thất trong xe các thứ này, nhìn nó bắt mắt. Với cả có một cái mà nó hay nhất là độ tin cậy. Innova nói đi nói lại, dù có bóc phốt, dù có bóc gì đi nữa, thì nó vẫn có một cái độ tin cậy rất lớn từ những ngày đầu nó ra mắt. Ok, rồi sang Suzuki XL7. Chê đi, chê tươi tả mà. Con này nhá, ngồi thì cũng thoải mái đấy, nhưng mà không để thoải mái bằng Innova được. À, rõ ràng, về mặt kích thước nó cũng đã thể hiện điều đấy rồi mà. Ừ, đấy. Rồi tôi thấy về chi tiết nhựa thì nhiều chi tiết nhựa hơn Innova. Ok, tiếp theo là em này, nếu mà về option thì nó sẽ thua thiệt hơn. Nó ít cảm biến hơn. Ít cảm biến hơn. Phía trước, phía sau. Ít túi khí hơn. Ít túi khí hơn, cái này là phải cũng đáng nói đấy. Rồi chúng ta còn chê ỏng con này cái gì nữa. Ngồi đằng sau con này thực ra là cũng rất ok, mình ngồi rất thoải mái cả ba hàng ghế. Nhưng bù lại con xe này lại là con xe mới, lại được bóc tem. Thì đúng rồi ạ. Đúng không, cái gì nó cũng mới lên là ngửi thấy cái mùi xe mới nó sướng chứ. Mình bỏ tiền ra để làm gì? Để mình mua cảm xúc.
Mình mua cảm xúc cho không chỉ riêng mình mua cảm xúc cho cả gia đình mình khi lên xe. Ui dồi ôi, một con xe mới. Bây giờ nó ưu điểm nhá. Vâng. Màn hình to hơn, các kết nối các thứ, màn hình to nhất trong phân khúc luôn. Ok. Không cần phải độ. Nút start stop engine. Đúng rồi, không phải vặn ra vặn vào. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cũng công nghệ hơn đúng không? Rồi điều hòa, vì là một xe mới cho nên điều hòa mát rất nhanh. Một cái em cũng muốn nhắc lại là vừa nãy anh chê tả chê tơi cái micro. Xe này không bị cái hiện tượng là micro gắn ở ngoài. Có một cái nữa gọi là cũng hơi chiều chuộng người ở hàng ghế trước là hai cái hộc để nước ở đây có cửa gió. Có cửa gió có thể làm mát được, cũng hay. Rồi cái chi tiết nhựa bóng ở đây giả kiểu carbon, nhìn cũng rất là bắt mắt. Nó đem đến cái cảm giác cũng công nghệ đấy chứ. Cũng có sẵn một cái cổng sạc USB ở đây. Ừ, hợp lý, tóm lại là cũng văn minh. Có một điểm đáng khen là Suzuki XL7 ở thời gian gần đây thì đã đặc biệt tích cực cải thiện hậu mãi, giải quyết tình trạng phụ tùng khan hiếm để nhằm thay đổi định kiến của người tiêu dùng. So với cả những chiếc xe mới khác trong cùng phân khúc thì tần suất bảo dưỡng của XL7 ít hơn, có thể là giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí sử dụng xe, tiết kiệm thời gian mang đến xưởng để sửa chữa hoặc là bảo dưỡng. Và chi phí bảo dưỡng phụ tùng cũng thuộc nhóm thấp nhất trong các hãng xe Nhật. Các bạn có thể xem trên màn hình về thời gian và đơn giá bảo dưỡng cũng như là các phụ tùng. Một chiếc xe mới nó cũng có cái sự văn minh hơn. Đấy, các bạn đến đây thì không biết các bạn đã nghĩ là chọn xe nào chưa. Nhưng nếu như thiên về gia đình nhiều hơn thì có vẻ như Suzuki đang có cái lợi thế. Về mặt hưởng thụ. Về mặt hưởng thụ, về công nghệ, về sự mới mẻ. Chứ nếu mà thuần túy là làm dịch vụ không ấy. Đúng nghĩa một cái xe là một để chạy. Một cái xe chỉ để kiếm tiền, để cầy kéo ấy. Thì rất có thể tôi lại mua một chiếc xe số sàn, tôi cũng chả mua chiếc xe kia. Cái chiếc xe này tôi đang thấy là nó có cái sự cân bằng rất là hợp lý giữa gia đình và dịch vụ và đầy đủ nhu cầu. Nó có thể đáp ứng tốt. Và nó lại là một chiếc xe mới thì mình sẽ không phải lo là nó bị làm sao, thì cũng ok. Rồi bây giờ đầu tiên sẽ là chiếc Suzuki XL7 tôi sẽ chạy để xem nó có lợi thế gì, nhược điểm gì. Tôi thì tôi ưu tiên nói về ưu điểm trong cái giai đoạn vận hành này hơn. Đặc biệt là Suzuki XL7 tôi muốn nói trước bởi vì nó là một chiếc xe nhá, nhìn thì nhỏ gọn nhưng thực tế ngồi vẫn đầy đủ, đáp ứng được cái sự rộng rãi cho 7 người. Chính vì thế mà Suzuki XL7 nó là một cái lợi thế khá lớn khi mà nó luồn lách, tôi thấy nó gọn gàng và hợp lý, lại kết hợp với cả cái vô lăng trợ lực điện này. Đấy. Tiếp theo nữa là về động cơ hộp số thì 4 cấp thì nó ít cấp hơn thật. Vâng. Nhưng về cái phong cách sử dụng hàng ngày, ví dụ như của tôi đi làm thì đi nội thành như thế này, ví dụ như chạy hết đường láng Hòa Lạc như thế này, tôi vẫn thấy nó rất là thoải mái. Xăng thì cũng gọi là chấp nhận. Đó, cho nên là về ưu điểm ở trên chiếc XL7 này, tôi đang thấy nó có những cái sự ưu điểm tương đối hơn so với chiếc Innova. Đó. Và nó lại còn là một chiếc xe mới, tôi phải nhắc đi nhắc lại cái điều đó, cho nên là cái cảm nhận về cái độ sung sướng, cái cảm xúc của tôi cũng như những người ngồi trên xe nó cũng sẽ tốt hơn so với một chiếc xe cũ. Đại loại về tổng thể, nếu như mà nghiêng nghiêng chút về gia đình, về một cái gì đấy mà chúng ta đi ở ngoài đường ấy, chúng ta vẫn cảm thấy oai, thì tôi cảm thấy là vẫn có vẻ hào nhoáng được với chiếc xe này. Vì nó cũng là một chiếc xe đẹp. Đấy. Thì đây là một chiếc xe mà tôi nghĩ là về tổng thể nó cũng khá là hợp lý. Tất nhiên trong những trường hợp mà bạn phải chở nặng đủ tải 7 người, hoặc chở đồ chở đạc, hoặc phải leo đèo dốc, thì tôi nghĩ nó sẽ kém hơn một chút so với Innova. Tuy nhiên có phải lúc nào chúng ta cũng chở rất nặng như thế đâu, và phải leo đèo dốc đâu. Kể cả xe chở nặng như thế thì chiếc xe này nó vẫn đáp ứng đầy đủ, không hề kém cạnh gì cả. Và chúng ta cũng không đi kiểu đi đua để mà cần phải nó gắt như thế nào cả. Đấy, thì đại loại tổng thể, về tổng thể thì tôi thấy chiếc xe này khá ổn. Tức là nó đáp ứng được, nó hài hòa được giữa các mục đích và... Đúng. Và mình đi hàng ngày thì là cái xe này nó cung cấp đủ. Hơn nữa là cái chiếc xe này ấy, nó không bị ù như chiếc Innova. Cái xe này khi mà chạy chậm, tăng tốc, kể cả lên dốc, nó không có cái độ ù, không có cái độ rung.
cái Innova thì nó hay bị một cái nhược điểm đấy là nó có cái tiếng ù đấy, nó làm người ngồi trên xe rất mệt mỏi. Một cái nữa là em không rõ ngôn ngữ thiết kế của hai bên như thế nào, nhưng em có cảm giác là ở trên XL7 ấy, cái tầm nhìn, tức là các cái ôm cửa kính ấy, nó đem lại cho mình cảm giác nó thoáng hơn. Tầm nhìn. Đúng rồi. Với cả đây là một chiếc xe mới cho nên là các bạn sẽ thấy là cái gì nó cũng nuột nà trơn tru. Động cơ hộp số rồi giảm sóc các thứ nó êm, nó sướng. Nó là một chiếc xe mới mà, cái gì nó cũng ngon lành luôn. Còn về tổng thể hài hòa thì mình thấy XL7 là một chiếc xe đẹp và vận hành hợp lý trên mọi cung đường, đặc biệt là đường đô thị. Còn nếu mà ai mà phải chạy đèo núi thường xuyên rồi ngày nào cũng chở nặng thì mình nghĩ là nên mua bán tải máy dầu chắc là hợp lý hơn. Đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên thử xem chiếc Innova nó có ưu điểm gì. Cũng có đấy nhá, chứ không phải không đâu. Đầu tiên bắt đầu vần vô lăng của Innova là thấy ngay nặng. Trợ lực dầu nó vẫn cần phải một sự gọi là tập thể hình anh ạ. Không, nhưng mà để mà nói là về độ bền bỉ rồi các thứ thì có rất nhiều người lại chọn trợ lực dầu bởi vì đồ nó cơ, cũng đem đến cái cảm giác nam tính, rồi nó cũng đem đến sự bền bỉ. Nhiều người thích trợ lực dầu hơn chứ. Nhưng mà để nói ngày nay thì ai cũng thích nhẹ nhàng, hài hòa đúng không? Rồi cái sự linh hoạt ở trong thành phố nó cũng không thể bằng XL7 được. XL7 rồi. Tiếp theo là ăn về đường trường với lại ở trên đèo núi thì có này hơn. Lại phải thua về. Rồi đấy là hơn. Nhưng em lại đang muốn nói là nó sẽ lại thua về tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà con Innova này tôi lại phải bảo vệ là nếu như mà chúng ta đi đường đèo dốc nặng, chở đông người thì tôi nghĩ là Innova nó lại là ưu thế hơn đấy. Tất nhiên lại sẽ có người phản đối tôi là cả năm chắc đi được 1-2 lần thì cũng đúng thì thôi. Còn đấy, con này như lúc nãy mình có nói là về độ ù, anh Phan Anh thấy không, khi mà mình tăng tốc mình thấy cái độ ù ở tai thì cái này là cái mình không thích nhất trên những chiếc xe Innova. Vâng, nhưng mà thực tế ngày hôm nay mình đặt lên bàn cân thì rõ ràng với cái nhu cầu hàng ngày gia đình thì Innova có vẻ như là Innova cũ nhá. Tôi đang nói là một chiếc Innova đã qua sử dụng nhá, bởi vì bằng tiền nhau nó sẽ đem đến cái cảm giác nó không thực sự đã. Cái cảm xúc của tôi nó sẽ không thực sự sung sướng. Chiếc này là chiếc cũ, thế nên là ví dụ về hao mòn anh em mình tính với nhau thì chắc chắn là nó sẽ phải thua thiệt hơn một chiếc xe mới rồi. Đúng rồi, thực ra chiếc xe này khi mà mua về ấy, thì lại phải đi kiểm tra các thứ, đồ đạc thay thế nó sẽ phải thay nhanh hơn bởi vì nó đã đỗ hao mòn khá nhiều rồi. Đúng rồi. Cũng đi mất mấy năm rồi. Cùng mức tiền mà. Đấy. Rồi không biết là đến cái tầm này thì các bạn đã quyết định chọn xe nào rồi, đặc biệt là với cái nhu cầu gia đình. Nếu để mà nói khách quan ý, thì không thiên vị một xe nào. Với tôi, nếu là một người trẻ, gia đình trẻ đi, di chuyển hàng ngày ở đô thị, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi du lịch, ví dụ như là Hạ Long, ví dụ như là Sầm Sơn, hay lên Tam Đảo, hay là đi Hòa Bình, hay là đi đâu đó, thì khả năng tôi nghĩ rằng, cá nhân tôi nhé, đây là khẩu vị của tôi, thì tôi sẽ nghiêng về Suzuki XL7, bởi vì nó cũng đem đến cho tôi khá nhiều cảm xúc. Tôi là người sống khá thiên về cảm xúc. Tất nhiên ở một khía cạnh khác, nếu như mà chuyên để về dịch vụ ấy, thì có lẽ cái này sẽ khó để mà tranh giành được cái vị thế của Innova. Thì có vẻ như là nếu như chọn một trong hai thì đúng là mỗi người mỗi nhu cầu đấy nhỉ. Vâng. Mỗi người mỗi nhu cầu. Còn không biết là các bạn nhu cầu thế nào, các bạn comment ở phía dưới xem, để cho anh em chúng tôi cũng như là cho đông đảo khán giả biết rằng các bạn chọn xe nào. Và phải nhớ nói rằng vì sao các bạn lại chọn xe đấy nhá, vì sao các bạn lại chọn xe đấy, phân tích ra để anh em cùng hiểu thêm được không ạ. Còn bây giờ video về hai chiếc xe này cũng khá là dài dòng rồi, xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mọi nẻo đường. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.